Hello anh em, mình là Đồng Lê đến từ Sam Supplement. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái mẹo dành cho anh em tập gym lâu năm mà không tăng cân, hay là dùng mát lâu năm mà không tăng cân. Thì anh em nên biết là thì khi mình sử dụng thực phẩm bổ sung bất kỳ loại nào, mình phải kết hợp với chế độ ăn hàng ngày của mình, chứ không phải anh em phụ thuộc vào mát là anh em thì lúc nào cũng lấy mát ra uống, thì nó cũng chưa gọi là nó tối ưu hóa cái khả năng hấp thu của mình. Thì anh em phải kết hợp mát với lại thực phẩm mình ăn hàng ngày. Thì khi mà dùng mát thì anh em dùng vào buổi sáng và sau khi tập. Những bữa còn lại mà anh em vẫn ăn bình thường, ăn đầy đủ chất, gồm có protein, chất tinh bột, chất xơ và các loại vitamin khoáng chất khác. Thì để thu tối đa cái lượng chất dinh dưỡng mà anh em dùng trong bữa ăn thì mình nên dùng thêm sản phẩm này. Đó là sản phẩm Cultivate của hãng San. Thì sản phẩm này nó bổ sung về men tiêu hóa và enzyme tiêu hóa, nó giúp mình cái đường hệ tiêu hóa của mình nó khỏe hơn, hấp thu tối đa cái lượng dinh dưỡng trong bữa ăn của mình. Thì mình đã dùng được gần một tháng anh em, còn mấy viên nữa là sẽ hết này. Đây, mấy viên nữa hết là xong rồi mình chuyển sang mình khui hũ mới luôn. Đây còn nhiêu đây viên thôi. Thì mình sau khi mình dùng được bao nhiêu đây viên thì mình cảm nhận là về cái khả năng tiêu hóa nó sẽ tối ưu hơn, mình sẽ thèm ăn hơn. Tiêu hóa nó cực kỳ nhanh đó các bạn. Mình bình thường mình ăn là hai hộp cơm mà trước khi ăn mình uống một viên này nha, là ăn hai hộp cơm đó là nó tiêu hóa nó không bị đầy bụng, nó cũng không bị khó tiêu. Mình nó tiêu hóa xong mình có thể ăn thêm cái khác rồi. Anh em không tin mình ăn hai hộp cơm, bữa nào mình sẽ làm clip mình ăn hai hộp cơm uống này cho anh em coi ha. Với lại mà khi anh em mà ăn anh em đi tập buổi chiều buổi tối, anh em tập xong rồi anh em phải ăn, thì ăn vào buổi tối thì nó khá là khó tiêu hóa, cho nên anh em phải dùng thêm cái sản phẩm Cultivate này. Thì khi mà mình dùng xong trong cái bữa ăn sau tập á, cảm thấy là nó tiêu hóa nó nhanh hơn, nó không bị chướng bụng, nó không bị cứng bụng nè, mình ngủ nó ngon hơn, ngủ sáng hôm sau là tiêu hóa sạch trội à. Cho nên để mà tăng cân tối đa, để mà tối ưu hóa cái thực phẩm bổ sung mình nạp vào, mình nên sử dụng thêm sản phẩm này. Cái sản phẩm này thì không dành riêng cho những anh em muốn tăng cân hay không đâu. Những anh em mà muốn trong giai đoạn mà giảm mỡ, tăng cơ thì cũng nên dùng. Tại vì khi đó thì anh em cũng ăn khá là nhiều protein, mà nhiều protein anh em nạp vào thì nó cũng gây cảm giác khó tiêu. Cho nên đây là giải pháp Cultivate. Cảm ơn anh em đã xem video.